Làm cách nào để từ bỏ sự nghiện ngập cờ bạc? Từ bỏ sự nghiện ngập cờ bạc là một quá trình khó khăn nhưng có thể thực hiện được với sự quyết tâm và kế hoạch hợp lý. Dưới đây là một số bước bạn có thể tham khảo để giúp mình từ bỏ cờ bạc. Nhận diện vấn đề. Bước đầu tiên là nhận ra rằng bạn đang gặp vấn đề với cờ bạc. Hãy tự hỏi mình về mức độ ảnh hưởng của cờ bạc đến cuộc sống cá nhân, tài chính và các mối quan hệ của bạn. Ghi chú lại những cảm xúc tiêu cực mà cờ bạc gây ra tìm kiếm hỗ trợ, đừng ngần ngại tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, gia đình hoặc các tổ chức hỗ trợ. Chia sẻ cảm xúc và nỗi lo của bạn với những người mà bạn tin tưởng. Họ có thể hỗ trợ bạn trong quá trình này và giúp bạn cảm thấy không đơn độc. Lập kế hoạch tài chính để tránh cám dỗ, hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng. Đóng băng hoặc cắt bỏ các nguồn tài chính mà bạn thường dùng để chơi cờ bạc. Có thể bạn cần giao phó tiền cho người khác để đảm bảo không sử dụng cho cờ bạc. Tìm hoạt động thay thế để lấp đầy khoảng trống mà cờ bạc để lại. Hãy tìm kiếm các hoạt động lành mạnh khác như thể thao, đọc sách, thiền hoặc tham gia các lớp học mới. Điều này giúp bạn không cảm thấy buồn chán và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tự rèn luyện tâm trí, thực hành thiền, yoga hoặc các kỹ thuật quản lý căng thẳng khác để giúp bạn kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình. Điều này cũng giúp bạn phát triển sự tự tin và sự kiên nhẫn trong quá trình từ bỏ. Kiên nhẫn và kiên trì Quá trình từ bỏ cờ bạc có thể kéo dài và có thể gặp khó khăn. Hãy nhớ rằng có thể sẽ có những lúc bạn cảm thấy cám dỗ quay lại, nhưng hãy kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Từ bỏ nghiện cờ bạc không phải là một hành trình dễ dàng nhưng với sự quyết tâm, hỗ trợ từ người khác và các kế hoạch rõ ràng, bạn có thể đạt được mục tiêu của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên thả tim, để lại comment và nhấn follow kênh để ủng hộ mình để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.